Hôm nay, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 8 để nghe và thảo luận dự thảo tờ trình Bộ Chính trị về việc tổ chức thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực nhằm thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã chủ trì phiên họp. Thường trực Ban chỉ đạo trình bày dự thảo tờ trình và cho biết đây là kết quả được hoàn thiện sau khi khảo sát tại cơ sở và hai hội nghị lớn ở phía Nam và phía Bắc. Nội dung chính là các cơ quan tư pháp, đặc biệt là Tòa án Nhân dân sơ thẩm và Viện Kiểm sát được tổ chức theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc đơn vị hành chính. Các ý kiến phát biểu đều nhất trí quan điểm nâng cao chất lượng xét xử cấp sơ thẩm là khâu quan trọng nhất trong toàn hệ thống xét xử, đồng thời là yêu cầu cấp thiết và khách quan, phù hợp với chủ trương của Đảng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dự thảo cũng nêu những ưu điểm và hạn chế khi tổ chức Tòa án Nhân dân sơ thẩm và Viện Kiểm sát Nhân dân cấp khu vực. Nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ mối quan hệ công tác giữa Tòa án sơ thẩm và Viện Kiểm sát khu vực với vai trò của tổ chức Đảng, vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân. Khó khăn về nhận thức, tư tưởng khi bố trí lại công việc, nhu cầu về trụ sở, chế độ và phương tiện công tác cũng được đề cập trong dự thảo tờ trình. Các đại biểu cơ bản đạt được đồng thuận về nội dung dự thảo. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước đánh giá cao sự đồng thuận tại phiên họp lần này và nhấn mạnh tư tưởng, tư duy cải cách tư pháp của Đảng, đặc biệt là sự quan tâm về tổ chức lại cơ quan xét xử đã sớm có từ Đại hội 7, cùng với chủ trương đổi mới kinh tế. Càng về sau, tư tưởng này càng được thể hiện rõ nét hơn. Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp không chỉ là định hướng mà còn là định tính, định lượng. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng cho rằng cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ thực hiện chiến lược cải cách tư pháp để đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Chủ tịch nước đề nghị sau phiên họp này, Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu và bổ sung vào dự thảo những ý kiến đã thống nhất, giải đáp ở mức độ cao nhất những ý kiến còn băn khoăn trước khi trình Bộ Chính trị xem xét.